Hello, xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm Get Private Data. Trong ví dụ này thì mình có một cái bảng dữ liệu. Và giờ mình muốn thống kê bảng dữ liệu này thông qua quốc gia và doanh thu của mỗi quốc gia. Mình sẽ sử dụng Pivot Table để mình thống kê doanh thu của từng quốc gia. Đây, mình đã thống kê ra. Ví dụ quốc gia Australia thì tổng doanh thu là 476,256, rồi quốc gia Brazil là 483,5, hay là Canada là 255,725. Ok, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà có nhiều người thì không muốn lấy dữ liệu thống kê này từ cái bảng Pivot Table này, mà các bạn muốn là sẽ tự tạo ra một cái bảng thống kê khác và sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng thống kê của Pivot Table này. Ok, mình đã tạo ra một cái bảng thống kê riêng này. Và để lấy dữ liệu từ cái bảng Pivot Table này sang thì mọi người thường gõ bằng này, sau đó chọn vào cái ô dữ liệu của bên bảng Pivot Table này và nhấn Enter để lấy dữ liệu. Để lấy dữ liệu của các dòng tiếp theo thì các bạn cũng kéo xuống, dí con trỏ chuột kéo xuống để tính các dữ liệu của các quốc gia khác nha. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong việc lấy dữ liệu từ cái bảng Pivot Table này qua. Ok, vậy thì tại sao mình lại nhắc tới cái hàm Get Pivot Data này vào trong cái video hôm nay? Thì giả sử giờ mình sẽ thêm một cái bảng dữ liệu, ví dụ là một cái trường lợi nhuận gộp ấy, mình sẽ thêm vào đây, mình sẽ thêm vào đây. Sau khi mình thêm cái giá trị lợi nhuận gộp vào trong cái bảng Pivot Table này thì cái bảng dữ liệu thứ hai này của mình tạo thì nó bị thay đổi và nó cập nhật lại giá trị sai này. Ví dụ quốc gia Australia thì doanh thu thuần là 476,256, thì sang bên này cũng là 476,256, kết quả đúng rồi. Tuy nhiên xuống Brazil là Brazil ở đây là 483,5, thì sang bên này là 476,256. Tiếp theo xuống dưới Canada là 255,725, thì sang bên bảng này thì Canada là 483,5. Dữ liệu trong bảng này đã thay đổi sai hoàn toàn so với doanh thu thuần của từng quốc gia. Ok, như vậy việc thống kê dữ liệu của mình không thể nào mà chính xác được. Vậy thì làm cách nào để khắc phục được những vấn đề này? Thì giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là hàm Get Private Data. Ok, để mình xóa cái tiêu đề lợi nhuận gộp này và mình xóa cái dữ liệu trong bảng này. Ok, giờ mình sẽ bắt tay vào tiến hành thực hiện cái hàm Get Private Data này. Đầu tiên các bạn sẽ kích hoạt cái hàm Get Private Data này bằng cách các bạn sẽ vào file này, chọn cho mình là option này. Hộp thoại Excel option xuất hiện, các bạn sẽ chọn cho mình một formula và các bạn sẽ kích chọn chuột vào tùy chọn View Get Private Data Function. Các bạn sẽ kích chọn vào và nhấn OK. Ok, sau khi mình đã kích hoạt xong cái hàm Get Private Data này thì giờ các bạn cũng gõ lại công thức như ban đầu nha, bằng, sau đó các bạn chọn cái dữ liệu của bên bảng Pivot Table này. Khi các bạn nhấn vào cái dữ liệu trong bảng Pivot Table này thì nó hiện ra cái hàm Get Private Data cho các bạn. Ở đây mình sẽ giải thích từng cái tham số trong cái hàm này nha. Đầu tiên, tham số thứ nhất, ở đây người ta hiện ra là doanh thu thuần, tức là lấy giá trị từ cái cột nào. Thì ở đây mình lấy giá trị từ cái cột doanh thu thuần của bên bảng Pivot Table thì nó sẽ hiện ra cái tên cột này, tên cột tiêu đề chứa cái giá trị đó này. Tiếp theo là nó sẽ bắt đầu xét giá trị từ từ ô nào trong bảng, thì ở đây cái ô
file vocable của mình bắt đầu là ô A6, cho nên nó sẽ hiển thị là ô A6 cho mình, là cái ô bắt đầu của bảng. Tiếp theo là cái trường tiêu đề chứa điều kiện, thì ở đây cái điều kiện của mình là quốc gia Australia, nó nằm trong cái cột quốc gia, vì vậy mà trường tiêu đề điều kiện là hiển thị là quốc gia. Và điều kiện là mình muốn lấy nước nào, mình muốn lấy nước Australia. Ok, nó hiển thị cái Australia cho mình. Sau đó các bạn sẽ nhấn Enter. Để tính các nước khác thì các bạn sẽ phải thay cái từ Australia này bằng các tên quốc gia phía dưới này. Tuy nhiên, việc làm đó thì nó sẽ gây mất thời gian cho các bạn. Thì để khắc phục thì các bạn có thể sửa cho mình, thay vì các bạn gõ là Australia thì các bạn sẽ chọn cho mình hẳn cái ô chứa cái từ Australia, tức là ô F7. Sau đó các bạn sẽ nhấn F4 3 lần để cố định cột F và nhấn Enter. Tiếp theo, để tính các ô tiếp theo, các bạn cũng kéo con trỏ chuột xuống dưới để hiển thị kết quả. Ok, vậy là mình đã lấy được dữ liệu từ cái bảng pivot table này qua. Giờ mình sẽ giả sử thêm các trường dữ liệu khác nha. Ví dụ mình sẽ thêm lợi nhuận gộp như lúc nãy. Ok, khi mình thêm trường dữ liệu lợi nhuận gộp vào ấy, hay là thêm các trường dữ liệu khác, thì dữ liệu doanh thu thuần của bảng thứ hai này nó không bị thay đổi như ban đầu, nó vẫn giữ nguyên. Ok, để mình kiểm tra xem cái doanh thu thuần nó có giống không nha. Ví dụ Australia thì là 476,256. Ok, bảng thứ hai này đúng. Brazil là 483,5. Brazil, ok, 483,5. Rồi Canada là 255,725. Ở đây Canada 255,725. Ok, vậy là chính xác đúng không nào? Tiếp theo, mình sẽ sang ví dụ thứ hai. Ở đây mình có bảng là thống kê doanh số của từng sản phẩm của mỗi quốc gia. Mình cũng tạo một cái bảng riêng để lấy dữ liệu thống kê từ cái bảng pivot table này qua. Và cũng giống như ví dụ trước, mình cũng chọn cái dữ liệu ở bên bảng pivot table thì nó hiện ra các tham số này. Ok, tham số đầu tiên là doanh thu, tức là mình lấy giá trị từ cái cột doanh thu ở bên bảng pivot table. Với ô bắt đầu là ô A5, là ô bắt đầu của cái bảng pivot table này. Tiếp theo là tên cột mà chứa điều kiện thứ nhất của mình. Tên cột điều kiện thứ nhất là quốc gia. Đấy, quốc gia của Australia, Brazil thì nó sẽ hiển thị tên quốc gia này. Và điều kiện thứ nhất là Australia, Australia. Tiếp theo là tên cột điều kiện thứ hai là sản phẩm này. Ok, sản phẩm đây, đây là cái hàng sản phẩm này. Và sản phẩm đầu tiên của mình là accessory. Ok, nó đã hiển thị. Và giờ các bạn cũng có thể nhấn Enter để hiển thị. Tuy nhiên là để tính luôn cả các dòng tiếp theo, các kết quả tiếp theo, thì các bạn sẽ thay đổi cho mình, như là cái dòng Australia thì các bạn sẽ chọn cho mình hẳn cái ô chứa cái từ Australia. Và các bạn sẽ nhấn F4 3 lần để cố định cột H. Tiếp theo là tên sản phẩm, thay vì là accessory, các bạn sẽ chọn cho mình cái ô chứa cái từ cái tên sản phẩm này và nhấn F4 2 lần để cố định dòng 6. Nhấn Enter. Ok, giờ các bạn có thể kéo sang ngang để tính sản phẩm, rồi kéo xuống dưới để tính doanh số của mỗi sản phẩm ở từng quốc gia. Ok, để mình kiểm tra thử nha. Ở đây doanh số là 492, thì sang bên cái bảng này cũng là 492.
Tiếp theo là những dòng nào mà không có hiện doanh số thì ở đây nó sẽ hiển thị là số 0. Ok, ví dụ như là Canada là 265 thì ở đây cũng là 265. Rất là chính xác phải không nào? Ok, tuy nhiên là cột tổng và cái dòng tổng phía dưới này thì nó hiển thị lỗi red. Để mình kiểm tra xem tại sao nó hiển thị lỗi nha. Thế đây mình nhấn vào thì nó cũng hiển thị cái công thức như các dòng khác đều sử dụng. Tuy nhiên, các bạn để ý một điều là đây là cột tính tổng. Tính tổng này là tính tổng doanh số của từng quốc gia chứ không phải tính tổng của từng sản phẩm. Cho nên mình sẽ xóa cái sản phẩm đi. Mình sẽ xóa mọi ô liên quan đến sản phẩm này. Chỉ chừa lại là doanh thu của từng quốc gia thôi và nhấn Enter. Tiếp theo các bạn cũng kéo xuống để hiển thị. Ok, tiếp theo dòng phía dưới này thì ở đây chỉ tính tổng doanh thu của từng sản phẩm thôi. Không có phải tính doanh thu của từng quốc gia cho nên các bạn cũng xóa cho mình mọi thông tin liên quan tới quốc gia. Đây. Và nhấn Enter. Và các bạn cũng kéo sang. Ok. Để mình thử kiểm tra lại nha. Ở đây là 492 doanh thu của nước Australia. Thì bên này cũng là 492. Là 500. Thì Brazil bên bảng này cũng là 500. Ok, xuống dưới sản phẩm thứ nhất này thì là 7.115. Thì ở đây cũng là 7.115. Rồi sản phẩm thứ hai là 59 thì sang bên bảng này sản phẩm thứ hai cũng là 59. Ok, rất là chính xác phải không nào? Tuy nhiên xuống dưới cái ô tổng này thì nó lại sai. Bởi vì ở đây là mình đang trong cái ô này là mình đang tính tổng cộng lại của tất cả các tổng. Thì nó không có liên quan gì sản phẩm hết cho nên các bạn sẽ xóa cho mình mọi cái liên quan đến sản phẩm. Chỉ để lại doanh thu thôi. Đây là tổng doanh thu của tất cả mà. Và nhấn Enter để mình kiểm tra lại nha. 10.963 thì bên cột tổng này cũng là 10.963. Ok, rất chính xác phải không nào? Ok, để cho các bạn hiểu rõ hơn thì mình sẽ sang một ví dụ cuối cùng. Ví dụ này thì mình sẽ tính tổng doanh thu và tổng lợi nhuận gộp. Mình sẽ lấy dữ liệu từ cái bảng Pivot Table này. Các bạn cũng bằng này và chọn cái dữ liệu từ cái bảng Pivot Table này. Doanh thu này, mình đang lấy giá trị từ cái cột doanh thu thì nó sẽ hiện doanh thu cho mình. Tiếp theo cái ô bắt đầu là ô A5. Ô A5 là ô bắt đầu để lấy. Tiếp theo là cái cột tiêu đề chứa điều kiện thứ nhất. Thì ở đây, cột tiêu đề chứa điều kiện thứ nhất của mình là tháng. Thì nó sẽ hiện cái cột tháng cho mình. Và tháng điều kiện thứ nhất của mình là tháng 1 thì nó sẽ hiện số 1 cho mình. Ở đây, các bạn sẽ sửa lại cho mình. Thay vì ghi số 1, các bạn sẽ chọn vào cái ô chứa điều kiện. Nhấn F4 3 lần để cố định và nhấn Enter. Tiếp theo các bạn sẽ kéo xuống. Ok. Tiếp tục ở lợi nhuận gộp thì các bạn cũng lấy công thức từ bên này và thay đổi một chút, đó là thay vì là tổng doanh thu thì ở đây mình muốn tính là tổng lợi nhuận gộp thì các bạn sẽ sửa lại cho mình. Các bạn sẽ ghi là lợi nhuận gộp. Ok. Và nhấn Enter. Và các bạn cũng kéo xuống. Tiếp tục để tính tổng. Tính tổng ở đây của mình thì mình cũng lấy công thức ở đây đi. Để mình kéo xuống để lấy công thức. Và công thức này thì mình chỉ lấy tính tổng doanh thu thôi, không có liên quan tới tháng. Cho nên mình sẽ xóa mọi thông tin liên quan đến tháng đi và nhấn Enter. Ok, tiếp theo mình cũng lấy công thức
từ bên này qua, và mình sẽ thay đổi là thay vì là tổng doanh thu thì mình sẽ ghi là lợi nhuận gộp. Nhấn Enter. Ok, vậy là mình đã lấy được cái dữ liệu từ cái bảng Pivot Table này qua rất là dễ dàng và chính xác đúng không nào? Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng hàm Get Pivot Table. Chúc các bạn thực hiện thành công và xin chào các bạn.